một phát là tất cả con người đều, người mình là một thỏi nam châm, có thể hút được tất cả. Mà dưới 12 tuổi thì tập cái động tác này rất là dễ, bởi vì con người mình là năng lượng, cho nên mình nghĩ là cái gì thì mình sẽ được như thế. Mình muốn giỏi thì mình sẽ được giỏi, còn mình muốn dốt thì mình sẽ được dốt. Mình muốn có năng lượng tốt thì mình nghĩ năng lượng tốt nó hút vào thì nó sẽ vào đến với mình. Còn mình nghĩ mình không không tốt, mình xung quanh mình là những cái tiêu cực thì mình không hút được. Và dễ nhất, dễ làm nhất là Nhận thua. những trẻ con.